thông thường các bạn cứ nghĩ một điều là thế này: đọc hiểu thì chỉ cần tiếng Việt thôi, kiến thức tiếng Việt thôi. Thực ra như thế là một quan niệm sai lầm các bạn nhé. Bởi vì kiến thức đọc hiểu là một trong những kiến thức tổng hợp và nó giải đều trong tất cả các phần môn. Thứ nhất, trong phần văn cũng có. Vậy phần văn chúng ta hướng vào những thông tin gì? Thì chúng ta hãy nhìn lên trên bảng và chúng ta sẽ thấy ngay này. Thứ nhất, đó là thông tin về tác giả, tác phẩm, về hoàn cảnh sáng tác, về phương thức biểu đạt, rồi về thể thơ, các cách gieo vần, ngắt nhịp, nội dung của đoạn văn bản hoặc giải thích ý nghĩa nhan đề. Thứ hai, đó là phần tiếng Việt. Trong phần tiếng Việt thì chúng ta thấy rồi, kiến thức đọc hiểu vô vàn, đúng không nào? Đó là nhận diện từ loại này, kiểu câu này, thành phần câu này, biện pháp tu từ này, các phương châm hội thoại. Và nói thẳng luôn, cái phần tiếng Việt là cái phần mang tính khoa học nhất. Thứ ba, đó là phần tập làm văn. Với cái phần môn tập làm văn thì chúng ta sẽ có hình thức đoạn này, rồi các phép liên kết trong đoạn này, rồi vận dụng các kiến thức của phần văn bản để giải quyết một số vấn đề hoặc tình huống được đặt ra trong quá trình đọc hiểu. Chúng ta nhớ nhé, đây là toàn bộ những cái đơn vị kiến thức quan trọng mà chúng ta học. Và những đơn vị kiến thức này tập trung không phải chỉ chương trình ngữ văn lớp 9 đâu các bạn ạ, mà chúng ta sẽ phải tổng hợp nó từ chương trình ngữ văn trung học cơ sở lớp 6 trở lên. Và quả thực nó vô cùng rộng. Đó là những cái mà các bạn cần lưu ý cho cô. Tuy nhiên rộng xong chúng ta vẫn có thể xác định được trọng tâm đấy. Thứ nữa, đó là các dạng bài tập học sinh cần ôn luyện. Vậy học sinh cần ôn luyện những dạng bài tập nào? Cô nói luôn là có rất nhiều dạng, nhưng cô tổng hợp những cái dạng cơ bản sau. Thứ nhất, những thông tin về tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác. Thứ hai, nhận diện thể thơ, cách gieo vần, ngắt nhịp. Thứ ba, nhận diện về từ loại, kiểu câu, thành phần câu, phân tích cấu tạo ngữ pháp của câu. Thứ tư, nhận diện hình thức đoạn văn, nêu nội dung chính của đoạn văn bản. Và các phép liên kết. Nhưng chưa dừng lại đâu các bạn ạ, nó còn dài vô cùng. Đó là các phương châm hội thoại. Các phương châm hội thoại thì may là nó chỉ tập trung ở chương trình ngữ văn 9 thôi. Gọi tên các biện pháp tu từ và đặc biệt là hiểu được ý nghĩa tác dụng của những biện pháp tu từ đó. Giải thích ý nghĩa nhan đề của các tác phẩm. Và vận dụng các kiến thức của phần văn bản để giải quyết một vấn đề mang tính thực tiễn được đặt ra trong một tình huống nhất định. Chúng ta nhìn cho cô nhé, tổng số 9 vấn đề mà cô đã tổng hợp qua rất nhiều các cái đề thi vào 10 của tất cả các tỉnh thành trong cả nước, chứ không phải chỉ khu vực Hà Nội nơi cô sống đâu. Các bạn nhớ nhé, cô đã phải tập hợp từ thành phố Hồ Chí Minh cho đến trong Nghệ An, cho đến trong Thanh Hóa, Hải Phòng, vân vân. Và dù ở địa phương nào thì cái cấu trúc của nó cũng như những gì cô đã hướng dẫn. Và đặc biệt các dạng bài tập mà học sinh cần ôn luyện cũng sẽ tập trung chủ yếu vào 9 dạng đề này. Chúng ta nhớ cho cô, các bạn cũng có thể chụp lại màn hình hoặc là ghi chép lại để sau này khi các bạn làm bài, các bạn biết rằng các bạn đang ôn luyện cái thể nào. Các bạn nhớ chưa? Rồi, và chúng ta nhớ nhé, đây chính là chúng ta tìm cho con đường, chúng ta tự tìm cho mình con đường để chúng ta có thể đi đến đích. Và đây chính là cái con đường mà cô đã cho các bạn nhìn thấy để các bạn có thể định hướng được mình sẽ có cái quá trình ôn luyện như thế nào.